Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Như đã nói ở bài trước, hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu kiểu kết hợp thứ 5, đồng tây kết hợp. Nhạc cổ điển phương Tây kết hợp với nhạc truyền thống châu Á. Ở nhiều nước châu Á, dòng nhạc truyền thống này cũng đang dần rơi vào quên lãng do không còn phù hợp với thời đại. Thì sự kết hợp này sẽ ra sao đây? Đầu tiên, mình cần phải tìm hiểu sự khác biệt giữa âm nhạc phương Tây và nhạc truyền thống phương Đông. Sẽ có 3 điểm khác biệt chính. Đầu tiên là về cách sắp xếp các nốt nhạc. Thường âm nhạc phương Tây sẽ đi theo chiều dọc, còn phương Đông thì lại đi theo chiều ngang. Lấy một ví dụ, nhạc của Bach như Nị thấy đây nè, thường sẽ có rất nhiều bè chồng lên nhau theo chiều dọc, nên mình sẽ có nhiều hợp âm 3, hợp âm 4 với nhiều giai điệu chồng lên nhau như vậy. Còn nhạc phương Đông thường chỉ có một giai điệu chính với các nốt trải dài theo chiều ngang và thường sẽ không có nhiều lớp giai điệu như nhạc phương Tây. Nghe thử một khúc nha. Điểm khác nhau thứ hai là về cách âm nhạc được lưu truyền. Như mình đã học trong những bài đầu, nhạc cổ điển phương Tây sẽ dùng hệ thống nốt nhạc để lưu trữ và người trình diễn sẽ tuân theo chính xác những gì được ghi chép trên bản nhạc. Trong khi nhạc truyền thống phương Đông chủ yếu được truyền khẩu, tức là người này hát cho người kia nghe, rồi cứ thế tiếp tục. Nên khi trình diễn, bản nhạc sẽ có những biến tấu khác nhau tùy cảm xúc của người hát. Và điểm khác nhau thứ ba, đó là hệ thống thang âm của nhạc cổ điển phương Tây sẽ được phát triển dựa trên 12 nốt trên đàn piano. Ngay cả những tác phẩm vô điệu tính của Schoenberg cũng gói gọn trong 12 nốt này. Ở phương Đông, do sự khác nhau về nhạc cụ, bản nhạc sẽ bao gồm cả những cao độ không nằm trong 12 nốt này. Ví dụ như có thể sẽ có những cái nốt nằm ở giữa nốt đô và nốt đô thăng. Điều này rất khó nhận ra do khoảng cách về cao độ không đáng kể, nhưng mà nếu tinh ý thì vẫn có thể nhận ra được. Những điểm khác nhau ở trên bắt nguồn từ sự khác nhau về văn hóa và quan niệm thẩm mỹ giữa hai vùng, dẫn đến việc kết hợp cả hai dòng nhạc này gặp rất nhiều thử thách. Mặc dù trước đây, nhiều nhạc sĩ ví dụ như là Brahms, Liszt hay Dvorak đã từng kết hợp dân ca và nhạc cổ điển, nhưng suy cho cùng, những bản dân ca đó đều cũng được xây dựng trên một nền tảng âm nhạc Tây phương. Hoặc sau này mình có Mahler, Debussy hay là John Cage với những tác phẩm mang dấu ấn phương Đông. Tuy nhiên, việc kết hợp đó cũng chỉ như là những đốm sáng le lói tô điểm thêm cho nhạc cổ điển phương Tây, chứ không thể cứu vãn được một nền âm nhạc đang suy tàn ở Á Đông. Từ giữa thế kỷ 20 đến nay, nhiều nhà soạn nhạc đến từ Ấn Độ, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc đã cố gắng kết hợp hai dòng nhạc này với nhau, nhưng kết quả đạt được vẫn còn xa rời công chúng. Giờ mình sẽ nghe thử một tác phẩm của nhà soạn nhạc Ấn Độ Ravi Shankar, bản concerto số 1 cho đàn sitar. Đó là một loại nhạc cụ dây Ấn Độ này, kết hợp với dàn nhạc giao hưởng. Nghe thử nha. (Cười)
Ngoài việc kết hợp nhiều loại nhạc cụ khác nhau, Shankar cũng đã thay đổi một số nốt nhạc và hòa âm trong nhạc truyền thống để đạt được sự hài hòa giữa hai dòng nhạc. Ngoài ra, còn một quốc gia khác cũng đã theo con đường này và đã rất thành công, đó là Trung Quốc. Một trong những dàn nhạc xuất sắc nhất của họ là dàn nhạc Shen Yun, tiếng Việt nghĩ là thần vận đó này. Thì dàn nhạc này đã lần đầu mang những nhạc cụ truyền thống của Trung Quốc vào trong một dàn nhạc giao hưởng để biểu diễn những bản nhạc truyền thống của Trung Quốc và cả những bản nhạc cổ điển Tây phương nữa. Cô đã nói ở trên đó, do hạn chế về nhạc cụ, nhạc truyền thống tuy có tính tình cảm nhưng lại thiếu độ dày và cả thiếu độ trầm nữa. Khuyết điểm này có thể được bổ sung bằng một dàn nhạc giao hưởng với nhiều lớp giai điệu chồng lên nhau. Qua đó, mình sẽ có những tác phẩm vừa có sự phát triển theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc. Những buổi biểu diễn của dàn nhạc Shen Yun trên khắp thế giới luôn cháy vé và được đông đảo công chúng yêu thích. Ngoài nhạc không lời ra thì nhiều ca sĩ cũng đã tìm đến kiểu kết hợp này để làm sống lại những giai điệu cổ điển Trung Hoa. Giờ mình sẽ nghe thử một bản nhạc có tên là Tân Quý Phi Túy Tủ, kết hợp giữa nhạc cụ Trung Quốc, nhạc cụ phương Tây và kinh kịch nữa. Qua phần trình bày của một ca sĩ quen thuộc mà chắc chắn là để biết, đó là Châu Thâm. Sử dụng rất nhiều trong nhạc phim. Tiêu biểu nhất là nhạc phim của bộ phim điện ảnh Hoàng đế cuối cùng. Nhờ sự kết hợp của cả hai dòng nhạc này mà toàn bộ cảm xúc của bộ phim và cả cuộc đời của vị hoàng đế cũng được miêu tả trọn vẹn, từ đỉnh cao danh vọng đến thê lương, tuyệt vọng và cuối cùng là tự do. Bộ phim đã giành được 9 giải Oscar, trong đó bao gồm cả giải Oscar cho nhạc phim hay nhất. Giờ mình nghe thử nha. Thank you.
Âm nhạc tuyệt vời cho một bộ phim tuyệt vời ha nị. Thì như nị cũng thấy đó, bản thân hai dòng nhạc này rất khó để kết hợp với nhau. Do đó mình luôn cần một yếu tố thứ ba để làm chất kết dính. Yếu tố thứ ba này á, bao gồm tài năng của người nhạc sĩ nè, của ca sĩ nè, hay những thước phim xúc động từ điện ảnh. Hy vọng á, là nhạc truyền thống Việt Nam rồi cũng sẽ tìm ra được yếu tố thứ ba này ha nị ha. Giờ để kết thúc, cô sẽ cho nị nghe một bản nhạc gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Đó là bản nhạc mở đầu phim Tây Du Ký qua phần trình diễn giữa dàn nhạc giao hưởng và nhạc cụ truyền thống Trung Quốc. Bài hôm nay là một bài rất dài. Cảm ơn nị và mọi người đã kiên nhẫn xem đến đây. Mong nị thành người đàng hoàng. Giờ mình cũng thưởng thức nha.